Em Quang Vương xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu đến quý bác một chiếc đồng hồ FFR được nhập nguyên chiếc từ đất nước Pháp về. Chiếc đồng hồ FFR này được ra đời sản xuất vào những năm 1940, khoảng 1940. Trên chiếc màn hình của bác đây, nó có chiều cao là 54 cm và chiều ngang là 41 cm. Cái mã em để là 1710 và giá giao lưu với bác là 7.500.000, giá cực kỳ tốt luôn thưa quý bác, dành cho bác nào sưu tầm vừa thích đồng hồ, giá cực kỳ tốt. Tất cả mọi như em đã nói ban đầu là chiếc đồng hồ này được sưu tầm nhập nguyên chiếc từ nước Pháp bác nhé. Hai bên chạm trổ hai chùm nho, lại cái vỏ thùng nhìn rất đơn sơ nhưng mà cực kỳ đẹp thôi. Đấy, nó là đẹp mặt vuông luôn, kim mặt vuông số vẽ, bên dưới là kính vẽ thủy, rất đẹp. Đấy, cực kỳ trang nhã luôn. Em mở bên trong chiếc đồng hồ ra để bác xem. Lại bên trong ở đây, thương hiệu EFR dập đây, Made in Spain dập đây, và giấy đặc biệt hơn nữa là cái chiếc đồng hồ này còn nguyên giấy hướng dẫn sử dụng bác nhé, hướng dẫn sử dụng, giấy hướng dẫn sử dụng còn nhé. Đấy, nó có một cái tài mà lách một nửa thì phải. Đằng sau có một cái dấu quả đại lý bán hàng ra, bán ra vào năm 1958, bán ra 1958 một chiếc đồng hồ này. Đó, thấy đấy, chiếc đồng hồ này được ra đời sản xuất vào năm 1940. Lại nhưng bán ra vào năm 1958 đại lý bán ra. Tất cả các linh kiện của chiếc đồng hồ này thì nó còn đủ bác ơi. Đấy, khóa gông côn, khóa ninh cót, cài quả lắc. Đấy, gông côn thì chúng ta gàm cái bìa. Đó. Và bao cót thì còn rất là ok. Đấy, đã được vệ sinh lau dầu ok lắm rồi. Các bác về chỉ việc dùng thôi. Nó có 8 côn, trong đó có 7 côn thép và 1 côn đồng. Bây giờ em sẽ cho điểm chuông luôn để bác thưởng thức âm thanh của chiếc đồng hồ này. Rất là ngân vang luôn. Đồng hồ này thì em vừa ninh cót căng rồi. Bác biết là thường thường đồng hồ cót thì ninh cót căng nó sẽ đánh nhanh, và khi mà gần hết cót nó đánh chậm lại. Thì bao cót này khoảng một tuần trời cứ bác mới phải ninh cót một lần. Bây giờ em sẽ tháo luôn bộ máy ra để bác nhìn rõ bộ máy hơn, nó kỹ hơn. Cái bộ máy được ra đời sản xuất vào năm 1940. Đấy, có trong là có cái ốc, chúng ta vặn nó ra. Đó, nó rơi. Hai bên có hai cái ốc cầu, chúng ta cũng vặn nó ra. Và khi mà các tra dầu thì cứ khoảng tầm độ 6 tháng cứ bác cũng tháo ra nhem, tra dầu một lần, tháo ra dầu một lần. Đấy, em sẽ đặt điện thoại xuống dưới này và rút cái đồng hồ ra. Đấy, rút cái đồng hồ ra, em soi lại bộ côn này, bộ côn còn khá đẹp luôn, vì thế là cho âm thanh rất là hay như các bác vừa nghe. Và đây là bộ máy của nó này, máy đặc trưng của EFR, bác biết rồi, nó những cái vết có những cái xoáy, cái vòng xoáy nó chồng lên nhau. Đấy là đặc trưng của máy EFR, nó nhìn là biết luôn. Và chiếc này thì nó có dập logo luôn. Nhiều chiếc nó không có logo nhưng chiếc này có logo ở góc mà nhìn này. Nó rất đẹp luôn. Nếu các bác không muốn nghe nhạc thì chúng ta có thể banh cái này ra. Thì cái vồ này không chạm cái côn thì nó không tạo ra âm thanh. Và đây cái chiếc đồng hồ này nó còn rất là đầy đủ các linh kiện. Em xin đặt cái điện thoại như thế này và lắp lại cái đồng hồ lại như cũ. Khi mà các bác tra dầu thì các bác nhớ tháo anh em. Bác 6 tháng các bác tra dầu. Tra dầu những ở trục của nó ấy, những cái trục chạy của nó ấy, và những cái khử đáng của nó và những cái lỗ cót của nó thì nó được đảm bảo sự bền bỉ, bảo dưỡng rất là tốt và bền luôn. Trên đây em đang có vững, em có vững xin đây giới thiệu với các bác chiếc đồng hồ FFR. Nó được ra đời sản xuất vào khoảng năm 1940 và được sưu tầm nhập nguyên chiếc từ nước Pháp về. Và cái mã em để là 1710, nó có chiều cao là 54 cm, chiều ngang 41 cm. Và giá giao lưu của bác là 7.500.000, giá cực kỳ tốt. 7 đấy nhé, bởi vay Huyền 7.500.000, giá cực kỳ tốt. Em nghĩ là cái giá này thì bác nào có thể sở hữu chơi được.
chúng ta trao cho ngồi nha. Chúng ta cái tiếng tích tắc, cái âm thanh và nhạc quét Swinton vang lên. Ngoài ra giờ giấc đã căn chỉnh, chạy rất là tốt rồi, ổn định và chạy chuẩn, đã được lo giờ có phải sử dụng thôi. Xin cảm ơn quý bác đã chú ý theo dõi video. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý bác ở đồng cổ công vũ.